Lý giải về nguyên nhân Trần Bắc Hà, một đại gia ngân hàng bị tử vong khi đang bị tạm giam, có người nói rằng có lẽ một trong những nguyên do chính yếu là vì Trần Bắc Hà chưa mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi ăn bao giờ. Ai cũng biết rằng, quan chức cơ quan ban ngành cấp tỉnh thành nào cũng như các đại gia Việt Nam thường hay khoe mẽ mắc cái bệnh sĩ phô trường thành thế, nhà có đám từ đám tang, đám ma, đám cưới doanh nghiệp khai trương khánh thành tổng kết này nọ đều phải mời cho bằng được lãnh đạo tầm đại ca xuất hiện nhiều người biết dỗ bố của thân đức nam chủ tịch nước nguyễn minh triết hiện diện dỗ mẹ vũ nhôm không vắng mặt trần đại quang và nguyễn bá thanh dỗ ở nhà út trọc luôn xuất hiện một hoặc hai ủy viên trung ương trần bắc hà cũng nằm trong cái gu đó khai trương chi nhánh ở bidv nước ngoài hoặc trong nước Lúc nào cũng tầm thủ tướng, phó thủ tướng đến dự Trần Bắc Hà nói chuyện khúm núm cỡ với ủy viên bộ chính trị, ban bí thư Còn lại với cấp bộ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh Chủ tịch thành phố thì xem như ngang cơ Thời làm ông trùm ở BIDV Quản lý hàng trăm ngàn tỷ Việt Nam đồng của quốc gia Trần Bắc Hà xem như đó là tài sản của tộc họ mình Hà có quyền ban phát cho tập đoàn, cho đơn vị, công ty những dự án nào mà mình thích mình ưu đãi trần bắc hà thuộc tiếp người thượng đội hạ đạp chỉ có một điều sai sót đối với ông có lẽ đó là ông chưa bao giờ mời chủ tịch nước kiêm tổng bí thư nguyễn phú trọng hiện nay đi ăn cơm hay có những hành vi có thể gọi là giao lưu với vị này vì ai cũng biết trần bắc hà được coi là đàn em thân tín của nguyễn tấn dũng ai ngỡ rằng nguyễn tấn dũng sẽ phải rơi đài Vậy mà một người như Nguyễn Phú Trọng đã âm thầm đắc thủ. Dù cho tiền rừng bạc vạn nhưng không có quyền lực, không có binh lực trong tay thì Trần Bắc Hà cũng sẽ sớm phải xa cơ. Vì tội của ông trong quá trình làm ăn kinh tế làm giàu cho bản thân thì không thiếu. Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 158 QDTW về việc thành lập Ban nội chính Trung ương. Quyết định số 159QDW về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của ban nội chính trung ương. Quyết định số 655QDNSTW về việc phân công Nguyễn Bá Thanh, ủy viên Trung ương Đảng giữ chức trưởng ban nội chính Trung ương. Trần Bắc Hà rất nhạy khi đánh hơi thấy sự nguy hiểm khi mà Bá Thanh được ông trọng, ông Sang kéo ra trung ương để quyết đấu với bà Dũng. Để lấy lòng Nguyễn Bá Thanh và nắm quy luật đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, khi Bá Thanh chưa cầm tờ quyết định bổ nhiệm trưởng ban nội chính, ngày 6 tháng 1 năm 2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, ông Trần Bắc Hà đã có buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Văn Hữu Chiến và các lãnh đạo sở ngành Hữu quan về việc hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tại đây, Trần Bắc Hà của BIDV cam kết sẽ dành 11.300 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Đà Nẵng. Đợt giải ngân đầu tiên, Bắc Hà dành cho tập đoàn Sun Group. Đây là một tập đoàn đang thâu tóm bất động sản Đà Nẵng vay 2.500 tỷ đồng. Trung Nam Group đây là một tập đoàn được Nguyễn Bá Thanh bảo kê vay 1.800 tỷ đồng. Công ty Đà Nẵng miền Trung vay 600 tỷ đồng. Công ty Đức Mạnh 579 cũng do Nguyễn Bá Thanh bảo kê vay 500 tỷ đồng. Công ty Bắc Nam 79 do Bá Thanh và Vũ Nhôm bảo kê vay 300 tỷ đồng. Công ty khởi phát của Nguyễn Bá Thanh và con trai là Nguyễn Bá Cảnh làm chủ vay 300 tỷ đồng. Trần Bắc Hà của BIDV cũng đăng ký mua hết phần trái phiếu còn lại trong số trái phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng mà thành phố Đà Nẵng vừa phát hành. Trước đó, Trần Bắc Hà kéo Ngân hàng Đại Dương và Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam mua trái phiếu của thành phố Đà Nẵng trị giá tổng cộng 1.500 tỷ đồng, mỗi đơn vị 750 tỷ đồng. Khi Phùng Quang Thanh nắm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Trần Bắc Hà cũng duyệt cho Phùng Quang Hải, con trai của Phùng Quang Thanh, tổng giám đốc công ty 319, một gói tín dụng ưu đãi hàng ngàn tỷ đồng. Quan hệ giữa Trần Bắc Hà và Thống đốc Nguyễn Văn Bình, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng khăng khít như vôi với rằng Phải nói rằng nếu không có Trần Bắc Hà thì không có một Ủy viên Bộ Chính trị cỡ như Nguyễn Văn Bình hôm nay. Ông Trần Bắc Hà được cho là quản gia số 1 tận tụy và trung thành phục vụ tuyệt đối với anh ba Nguyễn Tấn Dũng. Trần Bắc Hà đã giúp cho Nguyễn Thanh Phượng thâu tóm ngân hàng gia đình và bơm cho Phượng số tiền đủ 3.000 tỷ đồng để Phượng xóa tên ngân hàng gia đình và thành lập Vina Capital Bank. Với Tô Huy Rứa, thời trưởng ban tổ chức trung ương, Trần Bắc Hà đã đưa Tô Huy Vũ, con trai ông Rứa, lên vụ trưởng vụ thống kê ngân hàng nhà nước Nay Tô Huy Vũ là vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế ngân hàng nhà nước. Theo kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ, dự án nhà máy sơ sợi Bolite Đình Vũ BVTEX do tập đoàn dầu khí Việt Nam BVN và tập đoàn Diệt may Vinatex hợp tác đầu tư có giá trị nghiệm thu tại thời điểm thanh tra là gần 365 triệu đô la. Sau 2 năm đi vào hoạt động, dự án đã thua lỗ hơn 1.400 tỷ đồng. Trần Bắc Hà cũng duyệt cho vay và có nguy cơ mất vốn tại đây hơn 1.000 tỷ. Phó Tổng Giám đốc Vinatex Hoàng Vệ Dũng chính là anh trai của Hoàng Trung Hải. Trần Bắc Hà cầu kết với Bí Thư tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Thiện, Bí Thư Đinh La Thăng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh để thâu tóm Cảng Quy Nhơn. Trần Bắc Hà cực chẳng đã phải liên kết với công ty khoáng sản hợp thành trong việc thâu tóm Cảng Quy Nhơn với giá rẻ như bèo là 404 tỷ Việt Nam đồng. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty này là ông Lê Hồng Thái, sinh năm 1974, một nhóc con khởi nghiệp từ việc buôn bán vật liệu xây dựng tại thành phố Thái Bình. Vào năm 2013, ở thời điểm bắt đầu thâu tóm cảng Quy Nhơn, khoáng sản hợp thành có tổng tài sản là 2.733,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 460 tỷ đồng, nắm trong tay một loạt công ty con như công ty găng thép Hà Tĩnh, công ty sắt Vũ Quang, công ty hóa cốc Hà Tĩnh, công ty khoáng sản Vạn Lợi Quảng Ngãi, công ty sản xuất Soda Chu Lai, công ty khoáng sản Miền Trung, vân vân và vân vân. Hợp Thành là đơn vị được giao thực hiện hàng loạt dự án từ Bắc Chí Nam như dự án xây dựng tòa nhà văn phòng Mitec, tòa nhà văn phòng 69 Nguyễn Du, dự án khách sạn Sea Dragon tại Quảng Ninh, dự án nhiệt điện Thái Bình Dương, nhiệt điện Vũng Áng, khu liên hiệp gang thép Hà Tĩnh và cung cấp máy móc thiết bị cho các dự án trọng điểm của ngành dầu khí, cũng đồng thời là nhà thầu thi công xây lắp công trình khách sạn dầu khí Thái Bình, nhiệt điện Thái Bình 2, nhiệt điện Vũng Áng, dự án HH3, khu đô thị Nam An Khánh và những thương vụ mua bán đỉnh đám như mua 24,27% cổ phần cảng Vinalize của Đình Vũ hay thương vụ sang tay 70% cổ phần của tổ hợp khách sạn Daegu từ tay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hanel vào những năm 2015-2016 ai không biết chữ Trần Bắc Hà thì biết rõ hợp thành là sân sau của Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải và Lê Hồng Thái tức Vân chính là con em dì ruột của ông phó thủ tướng gốc Hoa này ở trong chương trình phóng sự lần trước chúng tôi có cập nhật cho quý vị thông tin về việc ông Trần Bắc Hà có cổ phần và thành lập những công ty riêng của riêng mình. Có thể kể như con gái của ông Trần Bắc Hà là Trần Lam Phương hiện đang sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Hưng. Công ty này thành lập năm 2014 với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng, sau đó đã tăng lên 300 tỷ đồng, tức là hơn 6 lần. Vào năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Hưng, công ty cổ phần tập đoàn An Phú và một công ty thuộc tập đoàn Địa Ốc Lớn cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng. Công ty cổ phần tập đoàn An Phú được thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ khoảng 200 tỷ đồng do con trai ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng sáng lập và làm chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty cổ phần tập đoàn An Phú là chủ đầu tư dự án khu đô thị thương mại An Phú với tổng số vốn đầu tư là 298 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn An Phú của Trần Duy Tùng còn đầu tư vào một số dự án khác đều là những nơi mà ông Trần Bắc Hà rót vốn. Chẳng hạn như dự án bò thịt quy mô 5.669 ha ở Hà Tĩnh. Đồng thời là chủ đầu tư dự án khu liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn mỗi năm. Cũng đồng thời đầu tư vào nhà máy nung tuyển quạng sắt công suất 600.000 tấn năm tại khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Trợ Mới. Tập đoàn An Phú của con trai Trần Bắc Hà đầu tư và nắm tới 51% vốn trong công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Vạn Lợi của tỉnh Bắc Cạn. Công ty An Phú cũng từng đề xuất liên doanh với đối tác Slovakia để tiến hành triển khai các dự án chiếu sáng công cộng bằng đèn LED tại các đô thị ở Việt Nam. Doanh nghiệp này cho biết năm 2014 đã ký thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu đô la với ngân hàng Esimbanka của Slovakia cùng một ngân hàng lớn trong nước. Trần Bắc Hà từng bị bộ công an điều tra liên đới trong vụ án phạm công danh cũng là ông trùm ngân hàng khác, sau đó được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì gia thế khủng khiếp của mình. Với thế lực kinh khủng kết thân với nhiều lãnh đạo cấp cao trong bộ chính trị, có mối quan hệ làm ăn với các tướng lĩnh bộ công an, lẫn thường xuyên ăn chơi thâu đêm với bộ trưởng quốc phòng. Vậy nên cái chết của ông Trần Bắc Hà có thể coi là một phép thử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với việc một người có thân thế, gia thế, kinh tế, tài thế và tất cả những cái thế có thể được thì vẫn cứ bị xử như thường. Khi đụng chạm tới thế lực tiền bạc kinh khủng hơn, đồng thời có sức mạnh quyền lực chính trị, thì Trần Bắc Hà khi không còn được sự bảo vệ của Nguyễn Tấn Dũng một cách đặc biệt sẽ phải rơi vào một trạng thái nguy hiểm. Và điều tột cùng nhất đó chính là ông phải chết bất đắc kỳ tử, cho dù nắm giữ vô vàn của cải của Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Mong quý vị chia sẻ, đồng thời nhấn vào nút đăng ký. Cũng đừng quên nhấn vào cái chuông để cập nhật những tin tức mới nhất và miễn phí từ Vote TV.